Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức điệu múa Trông cây lại nhớ đến người, sáng tác Đỗ Nhuận do Hội Người Cao Tuổi xã Hành Thuận biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.